Rồi em thử cho khách trước khi giao hàng nha. HHI 510. Có chân rồi. Tháo cái đâu ra chỗ này, tháo cái bao ra chỗ này. ANG 45 là 6 sợi ha. 6 sợi. Với lại 4 sợi 75%. Với lại 2 sợi 2 cây kẹp 510. Rồi giờ em giao hàng luôn.